Chào các em học sinh khối 11 của trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong. Cô rất vui được đồng hành cùng với các em trong tiết học thứ hai của bài thơ Thương Vợ. Trong tiết học trước, chúng ta đã tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, sáng tác thơ văn của Tú Xương. Tìm hiểu bốn câu thơ đầu của bài thơ Thương Vợ. Trong bốn câu thơ đầu chính là sự vất vả, gian truân của bà Tú. Và cô có giao cho các em một số câu hỏi bài tập của tiết học trước. Tiết học ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn trả lời cho các em các câu hỏi. Đồng thời chúng ta sẽ đi học phần còn lại của bài thơ Thương Vợ. Và làm một số đề luyện tập. Bài tập hôm trước, Kem cùng đọc lại và sẽ trả lời xem rằng bài của mình sẽ đúng như thế nào. Câu 1. Em hiểu nghĩa của từ mom song là gì? Nêu giá trị biểu đạt của từ ngữ đó. 2. Cách nói nuôi đủ 5 con với một chồng. Giúp em hiểu như thế nào về công lao của bà Tú cũng như tình cảm của ông Tú dành cho vợ. Câu 3. Nêu biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ Lặn lội thân cò khi quãng vắng, Eo xèo mặt nước buổi đò đông. Tác dụng của biện pháp tu từ đó là gì? Câu 4. Xác định những thành ngữ được vận dụng trong bốn câu thơ cuối. Đây là một số gợi ý về câu hỏi bài tập hôm trước. 1. Mom sông có nghĩa là phần đất nhô ra phía lòng sông, gợi ra thế tồn tại chênh vênh của bà Tú trong cảnh buôn bán, càng nhấn mạnh hơn nỗi vất vả của bà Tú. Câu thứ hai, cách nói nuôi đủ 5 con với một chồng. Câu thơ này cho ta thấy gánh nặng gia đình của bà Tú luôn đặt trên đôi vai của bà Tú, và câu thơ cũng cho thấy sự tri ân của Tú Xương dành cho vợ. Tú Xương tự hạ thấp mình xuống ngang hàng với các con, coi mình là một món nợ của bà Tú. Câu số 3. Biện pháp tu từ đảo ngữ lặn lội thân cò, eo xèo mặt nước. Tác dụng của biện pháp đảo ngữ nhấn mạnh cảnh làm ăn gian nan vất vả của bà Tú khi buôn bán ở nơi đông đúc. Ngoài ra, hai câu thơ còn sử dụng từ láy, lặn lội, eo xèo và vận dụng sáng tạo hình ảnh con cò của ca dao thành thân cò. Nó càng tô đậm hơn nỗi vất vả, gian truân mưu sinh của bà Tú. Và câu số 4 cũng là câu trả lời trong bài học ngày hôm nay. Cô trò chúng ta sẽ đi học tiếp phần còn lại của bài thơ Thương Vợ. 3. Hai câu luận. Kem cùng đọc với cô hai câu thơ như sau. Một duyên hai nợ âu đành phận, năm nắng mười mưa dám quản công. Hai câu luận gợi lên những phẩm chất nào của bà Tú? Em có nhận xét gì về việc sử dụng nghệ thuật tăng tiến, cách vận dụng thành ngữ của tác giả trong hai câu luận này? Trước hết ở câu 1. Một duyên hai nợ âu đành phận. Em hiểu như thế nào về một duyên hai nợ?
Một duyên có nghĩa là nhân duyên hay duyên số. Hai nợ, nợ tình, nợ nghĩa, nợ đời. Một duyên hai nợ, duyên ít, nợ nhiều. Nợ gấp đôi duyên, duyên ít, nợ nhiều. Tú Sương tự coi mình là cái nợ đời mà bà Tú phải gánh chịu. Ông Tú mượn lời của bà Tú để đo duyên đếm nợ. Với Tú Sương, cuộc đời của bà Tú gắn với ông duyên thì chỉ có một, mà nợ lại gấp đôi. Tự trách mình là cái nợ, nợ chồng của bà Tú. Với cụm từ Âu đành phận có nghĩa là cam chịu, là chấp nhận, không phàn nàn, oán trách. Sang đến câu thứ hai, năm nắng mười mưa dám quản công. Bà Tú còn là biểu hiện của đức hy sinh, rất mực yêu thương chồng con. Trong câu thơ năm nắng mười mưa dám quản công cho ta hiểu rằng nắng mưa là sự vất vả được gắn với số đếm năm mười, như nhân lên sự gấp bội, sự nhọc nhằn. Cách sử dụng từ số đếm 1, 2, 5, 10. Đây là cách sử dụng số đếm tăng tiến dần lên. Và cách sử dụng số đếm ấy để thấy được sự vất vả của bà Tú càng tăng lên bao nhiêu thì sự cố gắng lại vươn lên gấp bội, gấp phần, không kể công, kể sức. Trong hai câu luận, nhà thơ đã vận dụng những thành ngữ dân gian như duyên phận, năm nắng, mười mưa. Các thành ngữ dân gian, duyên phận, năm nắng mười mưa của Tú Xương cho thấy thái độ không nề hà, hết lòng hy sinh cho cuộc sống của chồng con. Đó là truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Miếng nạc thì để phần chồng, miếng xương phần mẹ, miếng lòng phần con. Chỗ ướt mẹ chịu, con nằm chỗ khô. Tác giả đã vận dụng khéo léo thành ngữ và nghệ thuật đối rất chỉnh để làm nổi bật được đức tính hy sinh, nhấn lại âm thầm của bà Tú. Bà không sống cho riêng mình mà bà sống cho chồng, cho con. Trong sâu thẳm tâm hồn đó của bà Tú là lòng yêu thương chồng con tha thiết, sâu nặng, tình cảm tự hào, quý trọng, biết ơn của tác giả. Có thể thấy, bằng tình cảm yêu thương và biết ơn sâu sắc với vợ, Tú Xương đã vẽ nên một chân dung chân thực và cảm động về bà Tú, đảm đang, hy sinh tất cả vì chồng, vì con. Nhà thơ không chỉ hiểu mà còn cảm nhận được những lo toan vất vả, thầm lặng trong việc mưu sinh của người vợ. Mà ông còn hiểu được, cảm nhận được những suy nghĩ, những tình cảm và nỗi niềm sâu kín của vợ. Nếu không có sự cảm thông, tấm lòng yêu thương vợ chân thành, sâu sắc, hẳn Tú Xương không thể viết nên được những vần thơ tri ân cảm động đến như thế. Bà Tú là chân dung điển hình của phụ nữ Việt Nam tần tảo, chịu thương, chịu khó, luôn hết lòng hy sinh, chịu đựng vì chồng, vì con.
Đó là tấm lòng yêu thương, cảm phục và trân trọng hết đỗi của ông Tú. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu hai câu kết của bài thơ. Cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. Trước tiên, trong hai câu kết, bài thơ Thương Vợ khép lại bằng tiếng chửi: cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. Có người cho rằng hai câu kết biểu hiện cho tấm lòng thương vợ vô cùng sâu sắc của nhà thơ Tú Xương. Thương vợ cho nên chửi mình, chửi thói đời bạc bẽo. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng phía sau tiếng chửi là một bi kịch Tú Xương chất chứa phẫn uất và tê tái. Vậy chúng ta sẽ hiểu ý kiến đó như thế nào? Trước tiên, chúng ta thấy rằng người chửi ở đây chính là ông Tú. Và đối tượng chửi là ai? Ông Tú tự trách mình qua tiếng chửi. Vậy ta có thể thấy rằng tấm lòng thương vợ, ơn vợ không dừng lại ở việc hiểu, chia sẻ, xót xa, tri ân, trách móc, mà bật ra thành hành động, thành ngôn ngữ trực tiếp. Nói hai câu thơ kết là biểu hiện sâu sắc cho chủ đề bài thơ viết về vợ của ông quả rất đúng. Người cất lên tiếng chửi ở đây chính là ông Tú. Ông chửi thói đời, chửi mình bạc bẽo, hờ hững trong trách nhiệm vai trò của người chồng với thái độ tự lên án, tự phán xét. Ông Tú tự chửi thói đời, tức là chửi những nếp quen đáng chê trách, mặc nhiên cứ được công nhận và chấp nhận. Phải rồi, chính tập tục phong kiến với hào lũy thành kiến bất công của nho giáo, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu sướng phụ tùy, đã không cho ông Tú được thương vợ một cách thiết thực. Dẫu muốn ông làm sao có thể lam lũ chân tay lặn lội cùng bà, lại càng không thể dính vào buôn bán eo xèo. Dẫu muốn một anh đồ nho cũng không thể học theo kiểu sống vợ chồng đầy dân dã, bình dị, sẻ chia của dân gian. Trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa. Vậy nên ông Tú tự trách, có chồng hờ hững cũng như không. Đằng sau tiếng chửi mình, chửi đời, chửi xã hội ấy, chúng ta thấy được những giọt nước mắt của nỗi đau, của tâm trạng phẫn uất, của bi kịch Tú Xương bật ra qua câu chữ. Khi phải chửi, phải văng ra, hẳn là đã đến mức khối tâm sự chất chứa trong lòng cần được giải tỏa. Thói đời ăn ở bạc có lẽ không chỉ là nếp quen ứng xử không công bằng với người phụ nữ của xã hội phong kiến. Và điều gì đã khiến một người như Tú Xương phải cay đắng tự trào? Mình được vợ nuôi như là nuôi một con đặc biệt, nuôi đủ 5 con với một chồng. Và điều gì khiến ông Tú chua chát trả lời hỏi gia quan ấy ăn lương vợ trong bài Quan tại gia? Và điều gì khiến cho ông Tú chua chát cảm nhận mình là nợ đeo đẳng của cuộc đời bà Tú, một duyên hai nợ âu đành phận, từng lăm le bia đá bảng vàng cho sang mặt vợ, thế mà đau quá hòn rằn, rát hơn lửa bỏng, khổ bút khổ nghiên, túi lều túi chõng. Bởi chữ
Hán đã khiến ngài, bởi chữ Hán đã đến ngày mạc vận, bởi thi cử lộn tùng phèo giá trị thực. Thế là cả đời đi thi không nghề nghiệp, rốt cuộc rắc lưng được cái tú tài dở dang dang dở, trở thành thái vô tích. Thái vô tích sự tuyệt đối, thế nên tâm sự dồn nén phẫn uất trào ra qua tiếng chửi. Đó đâu phải là bi kịch mà là bi kịch của Tú Xương, đó cũng chính là bi kịch sự dở dang của cả một thế hệ. Nói thương vợ là tự trách mình, là tê tái, đau đớn. Thương mình có lẽ là như vậy. Bài thơ là tiếng chửi, nỗi đau chua xót của tác giả khi nhận ra mình chính là người luôn dựa dẫm vào vợ. Và bài thơ cũng là tiếng tự chào, tự mỉa mai về sự vô tích sự của chính mình. Đây cũng là sự mâu thuẫn chua xót, tủi hẹn và thương cảm dành cho vợ. Qua tiếng chửi ở hai câu kết, ta thấy được nhân cách cao đẹp của Tú Xương. Tú Xương đã lên án rễ ráo phong kiến, kìm kẹp người phụ nữ, đồng thời là tấm lòng thương xót đầy ăn năn của tác giả với vợ, với những người phụ nữ nói chung. Bi kịch Tú Xương hay chính là bi kịch dở dang của cả một thế hệ trong thời buổi Hán học suy tàn. Và sau đây, chúng ta sẽ đi đến phần tổng kết. Trước tiên, chúng ta sẽ tổng kết về mặt nghệ thuật. Bài thơ sử dụng từ ngữ giản dị, giàu sức biểu cảm, vận dụng sáng tạo hình ảnh ngôn ngữ văn học dân gian như hình ảnh thân cò, sử dụng nhiều thành ngữ, ngôn ngữ đời sống, cách nói nhiều khẩu ngữ, sử dụng tiếng chửi. Bài thơ cũng là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hai yếu tố, trữ tình trào phúng. Tiếng cười trong bài thơ là tiếng cười xót xa, nghẹn ngào. Hai, về phần nội dung. Bài thơ đã khắc họa thành công hình ảnh bà Tú. Đây chính là tình yêu thương, quý trọng vợ của Tú Xương, thể hiện qua sự thấu hiểu nỗi vất vả gian truân và đức tính hy sinh cao đẹp của bà Tú. Qua đó, người đọc không những thấy hình ảnh bà Tú mà còn thấy được những tâm sự và vẻ đẹp nhân cách của Tú Xương. Như vậy, cô đã hướng dẫn cho các em tìm hiểu bốn câu thơ cuối của bài thơ Thương Vợ. Sau đây chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Đó là phần luyện tập. Cô có một số câu hỏi phần trắc nghiệm để cho các em tái hiện lại kiến thức của bài học ngày hôm nay. Câu 1. Điểm khác biệt giữa Trần Tế Xương với các nhà thơ khác thời phong kiến là gì? A. Trần Tế Xương sáng tác chủ yếu là thơ nôm. Ngoài ra còn có văn tế, phú và câu đối. B. Trần Tế Xương dành hẳn một đề tài về người vợ đang sống của mình, bao gồm thơ, văn tế, câu đối. C.
Trần Tế Xương sử dụng nhiều thể thơ khác nhau như Thất Ngôn Bát Cú, Thất Ngôn Tứ Tuyệt, Lục Bát. D. Trần Tế Xương sáng tác không chỉ để thể hiện tình cảm của mình với dân, với nước, với đời, mà còn vì tấm lòng trân trọng với những giá trị của cuộc sống. Cô dành cho chúng ta một thời gian nho nhỏ để các em suy nghĩ đáp án của câu 1 này là gì. Như vậy, đáp án của câu 1 là đáp án B. Trần Tế Xương dành hẳn một đề tài về người vợ đang sống của mình, bao gồm thơ, văn tế, câu đối. Câu thứ 2. Bài thơ Thương Vợ của Trần Tế Xương viết bằng chữ gì? A. Chữ Hán, B. Chữ Nôm, C. Chữ Quốc Ngữ, D. Chữ Pháp. Và đáp án của câu 2 là đáp án B. Bài thơ Thương Vợ của Trần Tế Xương được viết bằng chữ Nôm. Câu 3. Hai câu sau sử dụng những biện pháp tu từ nào? Lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mặt nước buổi đò đông. A. Nhân hóa, so sánh, phản dụ. B. Nhân hóa, đảo ngữ, hoán dụ. C. Đảo ngữ, đối xứng, phản dụ. D. Đối xứng, nhân hóa, phản dụ. Kèm suy nghĩ xem đáp án của câu 3 này là đáp án nào. Như vậy, đáp án của câu số 3 là đáp án C, đảo ngữ, đối xứng, ẩn dụ. Câu số 4. Câu thơ: Lặn lội thân cò khi quãng vắng. Trong bài Thương Vợ của Trần Tế Xương có nội dung gần gũi với câu ca dao nào nhất? A. Nước non lận đận một mình, thân cò lên thác xuống gành bấy nay. B. Con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non. C. Cái cò là cái cò con, mẹ đi xúc tép để con ở nhà. D. Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Như vậy, trong câu số 4, kèm nhật tái hiện lại kiến thức chúng ta đã học, và chúng ta có thể liên hệ xem câu ca dao nào gần gũi với nội dung của bài học. Như vậy, đáp án của câu 4 là đáp án B. Con cò lặn lội bờ sông, cánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non. Câu 5. Tình cảm chân thật của Tú Xương dành cho bà Tú gửi gắm đằng sau câu chữ của câu kết là ai? A. Tình yêu tha thiết đối với vợ của nhà thơ. B. Sự cảm phục đối với vợ của nhà thơ. C. Tình thương sâu nặng đối với vợ của nhà thơ. D. Sự kính trọng đối với vợ của nhà thơ. Các em cùng suy nghĩ xem đáp án của câu 5 là đáp án nào. Đáp án của câu 5 là đáp án C. Tình thương sâu nặng đối với vợ của nhà thơ.
Bài thơ Thương Vợ có rất nhiều dạng đề khác nhau. Đây là hai đề nghị luận văn học. Kèm thấy rằng đề 1 cảm nhận về bức chân dung bà Tú trong bài thơ. Câu 2 là phân tích bài thơ Thương Vợ của Trần Tế Xương. Và sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các em đề 1 cảm nhận về bức chân dung bà Tú trong bài thơ. Vậy thì trước tiên đi vào câu 1 này. Các em xác định đề. Yêu cầu của đề là gì? Đề yêu cầu rằng là bức chân dung của bà Tú trong bài thơ. Vậy ở đề số 1 này, chúng ta có phải phân tích hết cả 8 câu thơ hay không? Hay chúng ta chỉ phân tích 6 câu đầu của bài thơ Thương Vợ? Khi đứng trước một cái đề như thế này, các em cố gắng xác định đề chính xác để chúng ta làm trúng mục đích. Và hướng dẫn câu đề số 1 như sau. Trước tiên là phần mở bài. Trong phần mở bài, chúng ta phải đảm bảo được những yêu cầu. Giới thiệu tác giả, tác phẩm, vấn đề nghị luận. Có nhiều cách mở bài khác nhau, nhưng đây là mở bài có thể các em vận dụng nhanh nhất để các em làm bài hiệu quả hơn. Các em có thể tham khảo một mở bài như sau. Tú Xương là nhà thơ hiện thực, trào phúng xuất sắc của nền văn học Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đồng thời cũng là tác giả của những vần thơ trữ tình đằm thắm, thiết tha. Thương Vợ là một sáng tác tiêu biểu cho bút pháp trữ tình trong thơ Tú Xương. Bài thơ đã khắc họa chân dung bà Tú vất vả, đảm đang, giàu đức hy sinh và qua đó bộc lộ sự cảm thông, lòng yêu thương trân trọng, ngợi ca của người vợ, của nhà thơ. Đây là một ví dụ mở bài, các em có thể tham khảo hoặc các em có thể làm theo cách sáng tạo của mình nhưng vẫn đảm bảo được các yêu cầu giới thiệu về tác giả Tú Xương, giới thiệu về bài thơ và giới thiệu về vấn đề nghị luận. Vấn đề nghị luận đây là chân dung bà Tú trong bài thơ Thương Vợ. Chúng ta sang phần tiếp theo, phần thân bài. Trước khi đi vào làm cảm nhận về 6 câu thơ thì các em lưu ý chúng ta làm phần giới thiệu chung. Trong thơ trung đại Việt Nam thì các nhà thơ, nhà nho ít khi viết về cuộc sống, tình cảm, đời tư của mình, càng hiếm khi viết về người vợ. Thơ văn xưa coi trọng mục đích giáo huấn, dùng văn thơ để dạy đời, tỏ chí, văn dĩ tải đạo, thì dĩ ngôn chí, với những đề tài phổ biến như chí làm trai, nợ công danh, chí kinh bang tế thế, hoặc những ưu tư về thời cuộc. Cũng trong xã hội xưa, vị thế của người phụ nữ ít được coi trọng, thậm chí còn bị coi rẻ. Tú Xương thì khác, ông có nhiều bài thơ viết về vợ với những câu đầy thương mến, hóm hỉnh. Có một cô lái nuôi một thầy đồ, quần áo rách rưới, ăn uống xô bồ. Đây là lời đáp của bà Tú khi được ông Tú hỏi về câu đối vừa mới viết. Thưa rằng hay thực là hay, không hay sao lại đỗ ngay Tú tài, xưa nay em vẫn chịu ngài. Trong một loạt bài thơ Tú Xương viết về vợ, Thương Vợ được coi là tác phẩm tiêu biểu hơn cả. Bài thơ thể hiện cả hai mặt. Trong thơ Tú Xương vừa âm
vừa ân tình, vừa hóm hỉnh. Thương vợ được làm theo thể thất ngôn Bắc cú Đường Luật, nhưng ngôn ngữ rất sinh động, tự nhiên, mang đậm sắc thái dân gian, mang nét riêng độc đáo của thơ Tú Xương. Sau khi chúng ta giới thiệu chung, thì chúng ta sẽ đi vào cảm nhận 6 câu thơ. Ở hai câu đề, chúng ta bám sát vào từ ngữ ở hai câu đề để chúng ta phân tích. Như câu thơ thứ nhất, mở đầu cất lên rất là tự nhiên, dường như không chút gọt giũa mà nói được nhiều điều về hình ảnh và công việc làm ăn của bà Tú. Thông qua từ quanh năm, diễn tả sự triền miên về thời gian, từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Năm nào cũng vậy, bất kể mưa nắng, sớm trưa, trong khoảng thời gian không nghỉ ngơi, bà Tú phải miệt mài với công việc, đó là công việc buôn bán. Đó là kiểu buôn thúng bán mẹt, lời lãi chẳng được bao nhiêu ở chốn đầu sông cuối bãi. Hai từ mong sông được cụ thể hóa trong không gian làm việc của ông, của vợ ông Tú. Đó là nơi có thế đất hiểm trở, là nơi đất nhô ra, bà bề là nước, khá chênh vênh, nguy hiểm. Tú Xương đã quan sát, thấu hiểu cho nỗi vất vả của người vợ. Bởi vậy, ẩn sau mỗi lời thơ nôm na bình dị là một niềm cảm thông, thương mến sâu lắng với người vợ, là một lời cảm thông như vậy của chồng cũng là để bù đắp cho những nỗi đắng cay. Trong câu thơ thứ hai, chính là căn nguyên của sự vất vả của bà Tú. Bà phải gánh trên đôi vai một trách nhiệm nặng nề, nuôi đủ 5 con với một chồng, và phải chăm sóc chồng, nuôi nấng một sấp con. 5 đứa đã đủ cực, ấy thế bà còn nuôi cả ông Tú. Sang đến hai câu thực, chúng ta lưu ý các từ lặn lội thân cò khi quãng bắn, eo xèo mặt nước buổi đò đông. Ở hai câu thực trong thơ Tú Xương, không chỉ xuất hiện giữa cái rợn ngợp của không gian như trong ca dao, mà trong cái rợn ngợp của thời gian với ba từ khi quãng vắng. Cả thời gian, không gian trở nên heo hút, rợn ngợp, chứa đầy những lo âu, những nguy hiểm. Nhà thơ đã dùng cụm từ thân cò thay cho con cò, nghĩa là tác giả đã đồng nhất thân phận bà Tú với thân phận con cò, gợi nên sự côi cút, tội nghiệp, đáng thương và thấm thía hơn. Trong hai câu thực, nghệ thuật đảo ngữ lặn lội thân cò cũng góp phần diễn tả cách ấn tượng, thấm thía ngậm ngùi về thân phận vất vả của người vợ, lao toan kiếm sống, nuôi chồng, nuôi con. Bên cạnh đó, buổi đò đông có hai cách hiểu như nhiều người trên một chiếc thuyền đò, nhiều đò trên một bến sông nước. Và trong bài ca dao, người mẹ đã từng dặn con ơi nhớ lấy câu này, sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua. Buổi đò đông không chỉ có những lời phàn nàn, cáu gắt, chen lấn xô đẩy, mà còn chứa đầy những nguy cơ bất trắc. Hai câu thực đối nhau về từ ngữ như vắng đông, vắng và đông, nhưng lại tiếp nhau về ý, làm nổi bật sự gian truân của bà Tú. Đó cũng là tấm lòng xót thương, da diết của ông Tú. Sang đến hai câu luận. Một duyên hai nợ âu đành phận, năm nắng mười mưa dám quản công. Bà không chỉ là người đảm đang, tháo vát,
chu đáo với chồng với con. Bà nuôi đủ 5 con với 1 chồng, bà còn là người giáo đức hy sinh. Trong hai câu luận, một lần nữa Tú Xương lại cảm phục sự quên mình của người vợ. Một duyên hai nợ âu đành phận, một duyên hai nợ không chỉ có một nợ, mà hai nợ, duyên thì chỉ có một. Thành ngữ dân gian được Tú Xương vận dụng để nói đến cái số phận không may của bà Tú. Bà Tú lấy ông một người chồng hào hoa, thơ phú nức danh và có con. Với ông đó là duyên, những điều đó có thể an ủi bà Tú. Nhưng sự giang dở của ông Tú, gánh nặng cơm áo gạo tiền dồn lên đôi vai của bà thì đấy lại là cái nợ. Cái nợ ấy gấp nhiều lần hơn duyên. Năm nắng mười mưa. Nắng, mưa là sự vất vả, là sự kết hợp của sự tăng tiến. Năm mười thì nỗi cơ cực ấy lại tăng lên gấp bội. Dù vất vả như thế nào, bà Tú cũng chẳng dám quản công, không một lời phàn nàn, lặng lẽ chấp nhận sự vất vả, hy sinh vì chồng, vì con. Có thể thấy đây là một phẩm chất rất đáng quý và trân trọng của bà Tú nói riêng, đồng thời đó cũng là vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam nói chung. Sau khi Kem cảm nhận về 6 câu thơ, thì chúng ta sẽ tóm lại trong 6 câu đầu bằng tình cảm trân trọng đối với vợ. Nhà thơ đã vẽ nên một bức chân dung bà Tú, một người phụ nữ đảm đang, hy sinh hết mực vì chồng con, chấp nhận vất vả gian truân trong cuộc sống để đảm đương vai trò trụ cột gia đình. Đằng sau mỗi lời thơ ẩn chứa cái nhìn dõi theo của tác giả, không chỉ xót thương vợ mà ông còn thực sự tri ân đối với vợ. Ông tự coi mình là cái nợ chồng của bà Tú. Và sau đó các em đi đến phần kết bài. Các em có thể đưa ra một kết bài khác hoặc các em có thể tham khảo kết bài cô hướng dẫn ở trên đây. Với lời thơ ngắn gọn, xúc tích, ngôn ngữ giản dị, giọng thơ ân tình, hóm hỉnh, Tú Xương đã khắc họa chân dung bà Tú, người vợ tảo tần đảm đang, chịu thương chịu khó, giáo đức hy sinh vì chồng con, mang vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Bài thơ bộc lộ sự cảm thông, trân trọng, biết ơn vợ, sâu sắc của nhà thơ Tú Xương. Tác phẩm là bài thơ tiêu biểu cho bút pháp trữ tình trong thơ Tú Xương. Chúng ta vừa tìm hiểu bài học và phần luyện tập của bài thơ Thương Vợ. Thương Vợ là một bài thơ tiêu biểu của Tú Xương khi viết về người vợ của mình. Qua bài học ngày hôm nay, Kem cần nắm vững những kiến thức sau khi học xong bài thơ. Thứ nhất, bài thơ Thương Vợ cho chúng ta cảm nhận được hình ảnh bà Tú vất vả, lam lũ, đức tính đảm đang, hy sinh vì chồng, vì con của bà Tú. Đồng thời, thấy được tình cảm yêu thương, quý trọng, tri ân với vợ và tâm sự trước thói đời ăn ở bạc, lời tự trách của nhà thơ. Thứ ba là tài năng về nghệ thuật, ngôn ngữ giản dị, giàu sức biểu cảm, vận dụng lời ăn tiếng nói của dân gian, kết hợp giữa giọng điệu trữ tình và tự trào. Kết thúc bài học ngày hôm nay. Bài tập Kem về nhà, vẽ sơ đồ tư duy bài thơ Thương Vợ của nhà thơ Trần Tế Xương. Câu 2, phân tích bài thơ Thương Vợ của nhà thơ Trần Tế Xương. Và câu số 3, Kem chuẩn bị cho bài học tiếp sau, đó là phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận. Bài học ngày hôm nay đến đây kết thúc. Cô xin tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau.